Trong cuộc sống của mình, Thầy thấy có những điều rất là lạ, là dường như có nhiều người không biết nói tiếng cảm ơn. Trong đây có ai chưa từng nói tiếng cảm ơn chưa? Thầy thấy có nhiều người ngộ lắm nha. Mình làm nhiều điều tốt cho họ, họ cũng không thèm cảm ơn. Nhiều khi Thầy thấy mình đi phát quà đó, phát quà từ thiện, Thầy thấy có nhiều người trong đoàn đó là kêu những cái người nhận quà: cảm ơn Thầy đi, cảm ơn Thầy đi. Mà ta không cảm ơn. Thầy thấy quê quá, Thầy cảm ơn lại. Mấy người đó nói: sao mà Thầy phải cảm ơn lại? Thầy nói: cảm ơn họ là họ đến nhận quà, giúp cho mình hoàn thành cái tâm nguyện cho. Chứ giờ mình đem cho mà không có người nhận, mình làm gì? Phải không? Mình ôm về một mớ đó ăn cho chết. Cái thứ hai nữa là mình sẽ không có trọn vẹn được cái hạnh nguyện cho của mình. Cho nên mình cảm ơn nó cũng bình thường. Cái khi thấy Thầy cảm ơn, cái mấy người sao họ cũng quê quê sao? Cảm ơn. Họ nói mà gượng gạo á, cũng khó chịu. Người ta không cảm ơn mình cũng khó chịu. Mà khi người ta nói cảm ơn á, thì mình nói người ta cảm ơn giả tạo cũng khó chịu. Lâu lắm mới có ông bà: có cảm ơn Thầy. Cái mình cũng nói: bà này giả tạo. Bà đãi hơn là đãi gạo, đãi đậu rồi. Thầy thấy có một cái chung là hình như mình đợi người ta làm gì cho mình rồi mình mới cảm ơn. Phải không quý vị? Sớm này có không? Có phải vậy không quý vị? Chứ không lẽ khơi khơi cái mình gặp ta mình nói cảm ơn chị, cảm ơn anh, ta tưởng là mình trong trại mới ra. Có một cái anh đó, anh đi làm về, anh làm về khuya lắm. Thì khi vợ anh mở cửa cho anh đi vô, thì anh hơi khó chịu là cái đèn bên hiên nhà của anh để sáng. Anh đi tới anh tính tắt đèn, thì cái chị vợ chỉ giữ tay anh lại. Thì anh ngạc nhiên, không tắt đèn, mình đi tắt đèn giùm cho mà còn không cho tắt đèn làm sao? Cái chị vợ chỉ kê cái tay lên miệng là cho anh đừng có nói chuyện, chị mới chỉ ra bên ngoài. Thì anh nhìn theo cái hướng đó, anh chứng kiến một cái cảnh là có một chiếc xe đẩy rác đậu ở bên hiên nhà anh, dừng lại bên lề đường. Và phía bên kia của chiếc xe đó là có hai vợ chồng còn kẹp cây chổi ở dưới chân, ngồi xuống lề đường nói với nhau, cười vui, rất là hạnh phúc. Và họ chia với nhau một cái phần ăn rất là nhỏ cho đỡ đói với cái việc làm trong đêm. Người chồng hiểu ra cái chuyện đó, dừng lại, lui lại. Và kể từ đó, đêm nào trên con phố vắng, nhà đó vẫn để đèn sáng cho đôi vợ chồng nghèo nọ làm công tác quét rác, để được ngồi trò chuyện và ăn một bữa ăn nhỏ giữa đêm khuya thanh vắng dưới ánh đèn ấm cúng mà họ chẳng biết gì sao. Chắc chắn là vợ chồng của anh này đâu có cần hai anh chị kia cảm ơn, phải không quý vị? Nhưng mà hai vợ chồng anh chị kia cũng không cần phải biết cái ánh đèn đó là vì sao nó chiếu sáng mãi. Thầy nghĩ rằng trong cuộc sống này ít nhiều gì chúng ta đều đón nhận sự giúp đỡ thầm lặng của bao nhiêu người mà chúng ta không hề biết. Cũng giống như là vợ chồng của anh quét rác, mà chúng ta có một cái tâm lý là mình đợi tới ai làm cái gì đó cho mình một cách rõ ràng mình mới nói lời cảm ơn. Như thế mình có vô tình quá chăng? Không đến nỗi vô tình, phải không? Nhưng chắc chắn không ai biết những sự giúp đỡ thầm lặng đó, nhưng có trời đất biết, có ánh đèn soi sáng đó biết được
mình đang thọ nhận ân tình của bao người thầm lặng trong cuộc sống. Hôm nay, trong không khí ấm cúng của đạo tràng chùa Vô U nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2561, Thầy xin phép được chia sẻ với lại quý vị một chủ đề nhỏ, để trong cuộc sống này chúng ta không có phải lỗi hẹn với ai, cũng không phải vô tâm với một ai, qua chủ đề cần có lòng biết ơn. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì như Thầy đã vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, thì các vị cũng tự hiểu ra được rằng cuộc sống của mình từ khi mình biết khôn cho tới bây giờ, còn khoảng thời gian trước thì mình khỏi phải bàn, mình sống trong gia đình, trong vòng tay của ba mẹ. Bây giờ mà cứ bắt mình ngày nào cũng đọc ê a công cha như nội tại sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì mình đọc riết rồi nó cũng thành cái khẩu hiệu thôi. Ngoài cái ân tình của cha mẹ chúng ta không có nói nữa, mình không đề cập tới vấn đề này, để 3-4 tháng sau rồi mình nói. Thì quý vị nghĩ xem, từ lúc chúng ta biết khôn tới bây giờ, chúng ta bắt đầu biết vui biết buồn, chúng ta biết đợi chờ, chúng ta biết lo âu, chúng ta biết muộn phiền, chúng ta biết thấp thỏm chờ tin nhắn, hay là chúng ta biết chờ xem kết quả phỏng vấn xin việc làm như thế nào. Thì bắt đầu từ đó đến bây giờ, chúng ta đã đón nhận sự giúp đỡ thầm lặng của bao nhiêu người, quý vị biết không? Không biết, phải không? Chắc chắn không biết. Là tại vì không ai nói với mình hết, không hề ai nói cho mình nghe hết, cho nên mình không biết. Mà mình không biết không có nghĩa rằng chúng ta không có thọ ơn người ta. Thí dụ một cái con đường bình thường chúng ta đi thôi, nếu nó ngập đầy rác chúng ta có đi không? Chúng ta sẽ lách rác, chúng ta sẽ tránh chỗ này tránh chỗ kia. Nhưng mà có những người lặng thầm dọn rác để cho một con đường sạch chúng ta đi, chúng ta vẫn mang ơn những người đó chứ. Mặc dù là họ làm, họ có tiền, họ có tiền lương, nhưng bây giờ đổi lại chúng ta có chấp nhận chúng ta đổi công chuyện của mình với họ không? Không. Thí dụ tới chùa chẳng hạn, người ta trải mấy tấm đệm cho mình ngồi đó, Thầy thấy có nhiều người còn dòm đổi, ngồi xuống lấy tấm đệm kế bên đưa qua, lấy tấm đệm chỗ mình ngồi trả lại, nhìn kỹ lại tấm đệm này nó rách. Có không? Quý vị có đổi không? Có. Có hết. Đối với lại cuộc sống hiện tại, quý vị thấy có nhiều hình thức dịch vụ để cung cấp cho chúng ta, thì đó là những tiện ích của cuộc sống. Thì chúng ta có tiền, thì những người đó có công việc, cả hai bên trao đổi với nhau đều có lợi. Lâu dần chúng ta trở thành lạnh lùng, đi mua đồ quăng tiền cái kịch rồi thôi, phải không? Xin lỗi, có những lúc mình có tiền chứ mình không có được bó rau đâu. Đó là điều có thật. Mình mua đồ mình cảm ơn người ta một tiếng cũng đâu có là cái gì đâu, nhưng mà nó tạo thành một cái tình cảm, và một cái nếp sống của chúng ta lúc nào cũng trân trọng với những người đang cùng chia sẻ với mình trong cái cuộc sống này. Dần dần quý vị sẽ cảm thấy lúc nào mình cũng bình yên, vì mình biết rằng có rất nhiều người đang chia sẻ với mình. Vậy mà không biết cớ gì sao phải đợi đến khi mắt thấy tai nghe rồi chúng ta mới thực sự là ghi nhớ cái ơn đó ở trong lòng của mình. Chính bản thân Thầy cũng vướng vào những trường hợp này. Bây giờ khi không kêu mình ngồi mà suy nghĩ, bây giờ tôi mang ơn ai, tôi mang ơn bà nào, ông nào, thì ngồi đó mình nghĩ riết mình giống thằng khùng lắm, phải không? Mình nghĩ đâu có ra. Nhưng mà thật sự khi mình lặng lẽ mình tư duy, mình sẽ hiểu được rất là nhiều thứ. Thí dụ như mấy chú cắt móng tay cho Thầy, cắt móng chân cho Thầy, Thầy cũng cảm ơn. Tại vì Thầy không có khum xuống, Thầy cắt được cái móng chân Thầy nữa từ lâu rồi,
Thầy cúi xuống nhiều quá là nó bị đau cái cổ với lại nó bị chóng mặt. Nhưng mà cúi xuống đếm tiền thì nó không chóng mặt. Quý vị biết mấy chú cắt cái móng chân thầy á, chê cái đồ cắt vậy mà nó cùi, nó không bén. Nhưng mấy chú đâu có biết là thầy già rồi, móng chân thầy nó dày, phải không? Chứ đồ mới khui trong hộp ra sao không bén. Rồi khi đổi cái khác cũng chê nữa. Trời ơi, thầy ngồi tự nhiên thầy vừa ngậm ngùi cho thân phận của mình, bây giờ trở thành người già neo đơn. Thầy mới nói với mấy chú, thầy nói con phải cảm ơn cái đồ bấm đó, tuy rằng nó cùi, nó cùng, nó mòn đi chăng nữa thì cũng đỡ hơn là không có cái đồ bấm mình lấy cây dao mình cắt lỡ là phạm vô chảy máu làm sao, phải không? Mình vẫn có thể cảm ơn được, nhưng mà mình không có suy nghĩ kịp lúc đó đâu quý vị. Hễ cái gì cảm thấy không vừa dục liền, phải không? Mua bó rau cầm lửa lên mà cảm thấy nó không vừa là bỏ xuống liền. Mà khi mình lửa lên mình cầm lên á là mình có vẻ nâng niu lắm, nhưng mà cảm thấy nó không hài lòng bỏ xuống, nhiều khi chúng ta cũng không có nâng niu đâu, dục một cái bẹp. Thầy thưa với lại quý vị một điều như thế này để quý vị biết trong cuộc sống tại sao mà mình phải suy nghĩ đối với lại những cái ân tình mà chúng ta không cần tai nghe, không cần mắt thấy, chúng ta vẫn phải suy nghĩ. Là vì trong cuộc sống này có những sự cho đi không có chờ đợi sự đền đáp, và có những tấm lòng mở ra mà không cần chúng ta phải ghi nhận, và có những việc làm lặng thầm không cần chúng ta phải nhớ. Chính vì lẽ đó bắt buộc chúng ta phải sống tử tế, phải luôn biết ơn. Chứ nếu như ai mà cũng làm cái gì đó mà cứ ào ào đi quảng cáo rồi đi khoe, cái đó nó còn tệ hại hơn là cái chuyện mà nó làm khó khăn cho mình, nó giúp mình mà đi lo mờm cho cả phường cả xã biết rồi thôi, trời ơi còn cái gì nữa, phải không quý vị? Cho nên có những cho đi không bao giờ chờ mình đền đáp, và có những sự giúp đỡ chia sẻ không cần mình cảm ơn. Chính vì lý do này mình là người Phật tử, mình phải ý thức để mình luôn sống ở trong cái hạnh phúc bằng ân tình. Nếu không đó, quý vị sẽ rơi vào trạng thái hay trách móc. Tại vì mình cần thấy, mình mới nói, mình cần biết, mình mới tư duy. Thì như vậy khi mình làm cái gì mình cũng muốn người ta biết mình làm, phải không quý vị? Khi mình làm một cái gì tốt, mình giúp cho ai, mình muốn hỗ trợ ai cái gì, mình cũng muốn người đó biết rằng mình đang hỗ trợ họ. Mặc dù họ nói lời cảm ơn, nó chờ đâu có chuyện gì đâu, chuyện đó chuyện nhỏ mà bà để bổn làm chi, nhưng bà không cảm ơn thôi coi lần sau gặp mặt bà rồi mình làm gì, mình không có thiện cảm. Có một cái anh đó, một anh nông dân, anh này anh làm mệt quá thì anh mới dựa vào một cái gốc cây bên một cái vệ đường vậy đó, anh ngã lưng rồi anh nghỉ. Thì khi anh nghỉ ở đó thì có một con rắn ở cái bụi rậm kế bên ở gần đó nó bò ra và nó đang hướng tới cái anh này. Thì tình cờ ngay lúc đó cũng có một người đọc hành đi bộ ngang, thấy cái cảnh đó cho nên là mới lấy cái cây dít con rắn đi. Và tất cả chuyện đó không ai biết. Anh này tỉnh dậy đi cuốc đi cày tiếp, rồi đi về nhà ăn cơm này cái bình thường, năm này qua tháng khác. Thì làm sao ảnh có thể biết được có một người cứu mạng ảnh? Chỉ có cái anh đọc hành đó anh biết thôi, phải không? Nhưng mà xong rồi ảnh tiếp tục cái công việc của ảnh, ảnh đâu cần phải đánh thức cái anh này dậy, tôi mới đuổi con rắn cho ông á, nghe không? Anh đâu có cần, anh không cần làm những chuyện đó. Anh tiếp tục cuộc hành trình của anh, và có khi anh cũng không cần phải nhớ là anh đã đuổi con rắn để giữ lấy giấc ngủ yên bình và sinh mạng cho anh nông dân này. Nhưng mà đất trời biết cái sự chuyện đó, sự việc đó nó xảy ra. Trời đất mênh mông vậy chứ không có chuyện gì là không có người biết.
Mình chỉ nói trời đất biết vậy thôi. Nhưng mà anh nông dân này thì cứ bình thường, cứ sống thoải mái, cứ sống vô tư. Nhưng mà ảnh đâu có hiểu được rằng ảnh đang thọ ơn một người độc hành, không quen không biết, đi ngang đường tình cờ đuổi con rắn độc để giữ lấy mạng sống của anh. Thầy kể câu chuyện này để quý vị thấy được rằng mình đừng sòng phẳng quá trong cuộc sống. Có khi nó chạm phải lòng tốt của người khác. Thầy thấy có nhiều Phật tử rất là sòng phẳng nghe quý vị. Thí dụ như là họ nhờ thầy làm này làm kia đó, xong họ tính tiền, họ tới họ đưa cái rạc. Theo quý vị lấy không? Lấy không? Ni sư lấy không? Ni sư đâu mất tiêu rồi. Chạy đâu mất rồi. Thầy mới nói thôi đâu có đáng gì đâu con, sư phụ làm được mà, chuyện này nhỏ mà. Thôi, con muốn mắc nợ. Sòng phẳng, đếm tiền xẹt xẹt thêm mấy đếm trên mặt nữa. Nếu trả ơn thì sao không đưa luôn nguyên cái cọc mà mắc chi phải đếm. Trời vỗ tay nó, ông thầy ông tham lam quá mà vỗ tay nữa. Vỗ thì vỗ đại đi, cái gì lẹt xẹt vậy. Nhưng mà thầy không có nói ra liền, thầy để cho đếm đi, đếm cho đã đời rồi đưa xong. Thầy hỏi từ đó tới bữa nay là bao lâu rồi? Dạ nửa tháng rồi. Thầy nói tính theo lãi suất ngân hàng. Nó phải sòng phẳng thì phải cho sòng phẳng, phải không? Phật tử cũng cười cũng vui. Sư phụ tính đi. Nói là nói như thế thôi, nhưng mà thật ra cái tiền nó không có làm nên cái giá trị của con người. Nhưng mà cách sử dụng tiền nó là một phương diện để cho mọi người thấy được cái tư cách của mình, cái nhân cách của mình. Nhưng mà thật sự đó, thầy thấy Phật tử sòng phẳng như vậy rất là tốt. Cái nào ra cái nấy. Nhưng mà phải nhớ cái đoạn hậu, đó là cúng dường sư phụ. Nhiều Phật tử dễ thương lắm. Sư phụ có tiền không cho con mượn 5 triệu? Thỏi làm gì? Con mượn để con cúng dường sư phụ. Nó tự nhiên mượn tiền mình đi cúng dường mình. Quý vị thấy lạ không? Thầy nói thôi khổ quá, chừng nào bà có bà cúng 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng vậy đó, bà cứ cúng đại đi chứ mắc gì bà đi mượn tiền thầy. Bà cúng thầy chuyện này ngộ vậy. Chính mình nó cũng có mâu thuẫn, thì làm sao chúng ta có thể bằng lòng được với cuộc sống đầy mâu thuẫn nó đang diễn ra xung quanh mình. Thí dụ như người đó, mình đang giận họ mà nói tôi ghét cái bản mặt ông lắm, ông đừng cho tôi thấy mặt ông nữa, ông đi đâu đi cho tôi khuất mắt. Nhưng mà đi ngày hai ngày thôi chứ ông đi tuần là ông chết ông ạ. Có thật là mình ghét người ta không? Mình nói những câu đó có thật mình ghét không? Không ghét. Nhưng mà mình vẫn nói mình ghét. Ông làm gì đó ông làm đi, ông cảm thấy coi được đó ông làm. Miệng nói vậy chứ mà đố cái ông đó dám làm. Ông làm rồi ông biết tay, ông thấy cái cảnh, ông hiểu được cái nết của bà. Thì khi mình đứng giữa những ngã đường để chúng ta chọn lựa, thì những cái sự sòng phẳng này nè, thực chất nó sẽ giúp cho chúng ta mạnh dạn hơn trong cái sự phán đoán, để chúng ta chọn một giải pháp tốt nhất định hướng cho mình ở tương lai. Nhưng mà giữa những ân tình mênh mông mà chúng ta tính sòng phẳng là nó hơi kỳ. Cho nên ở đây ý thầy muốn nói với lại quý vị về vấn đề mà mình sống cần có lòng biết ơn. Có nghĩa rằng mỗi một ngày trôi qua, chúng ta phải suy nghĩ về những ân tình mà chúng ta đã thọ nhận. Thầy thấy có mấy đứa nhỏ không hiểu tại sao nó vô tâm. Khi mẹ nó nấu cho nó một bát canh ngon hay một bữa ăn nóng, nó ngồi xuống ăn, nó đứng lên, nó cầm đầu, nó không nói một tiếng, đứng về phủi cái đít đi cái bẹt.
tự nhiên thầy thấy cũng buồn buồn. Nhưng mà cha mẹ thầy đã bao giờ cần con cái cảm ơn. Nhưng giá như đứa con đó nó nói một câu con cảm ơn mẹ, nấu cho con một bát canh ngon, chắc chắn bà mẹ đó bà nấu 100 bát bà cũng không nhăn mặt, bà cũng không biết mệt. Phải không quý vị? Cái này không phải là cái lịch sự, không phải là cái gian dối, mà chúng ta phải nhìn nhận về những ân tình mà chúng ta đã thọ. Đương nhiên cha mẹ nấu cơm cho con cái ăn là chuyện bình thường, nhưng mà nấu cho một bữa ăn ngon mình phải mang ơn, phải không? Trong khi mình ra hàng quán mình mua một gói xôi, mình ăn một gói xôi mình mua, mình còn cảm ơn người ta cổ nhà mẹ nấu cho mình ăn, ủa cho mình một đồ thẳng như vậy để mình đi học mình cũng chẳng thèm cảm ơn. Cuộc sống này có vẻ mình vô tình, quá vô tình, rồi trở thành cái người cạn tình, phải không quý vị? Nhưng làm gì cũng được, đừng thất tình là khỏe nhất. Mình mà không biết trân quý thì cho dù mình có nhiều tiền để chăng nữa cũng chẳng vui hơn khi cuộc sống của chúng ta nó cạn kiệt ân tình. Thầy trò mình đây cũng không có ai giàu có gì nhiều tiền, nhưng mà quý vị thấy những lúc mình khó khăn mà có những ai giúp đỡ mình, cái ân tình đó xin lỗi nó quý hơn tiền bạc. Đúng bối cảnh đó, thời điểm đó, có sự giúp đỡ đó, chúng ta mới có thể vượt qua được khúc quanh cuộc đời. Mình phải quý. Thầy thấy hồi trưa nay đó, sáng nay chùa thầy là có một đoàn Phật tử đi tới đi làm công quả. Đó là chị Thanh Năng đó, dẫn khoảng 30-40 em công nhân rồi sinh viên đi ra làm công quả. Mấy em nó giỏi lắm quý vị, nó cào rác, chặt cây, chặt đồ, nó làm. Mấy đứa gái nó làm như con trai. Thì khi thầy đi ra thầy chơi thì thấy nó bu lại nói chuyện. Thầy có một cái suy nghĩ chung là 80% mấy đứa đó nhuộm tóc vàng que. Thầy mới hỏi mấy đứa con đi làm ở xưởng nào vậy con? Xưởng đúc thép hả con? Sao mà tóc nó cháy hết vậy? Trời, thầy hỏi ngọt ngào lắm. Nghe thầy hỏi tới cái sự mặt này, thầy chỉ qua liền. Thầy hỏi Thanh Năng, tóc của con bây giờ trắng hết rồi, con thèm được nhổ tóc đen lắm phải không? Tức là kiếm sợi tóc đen kiếm không ra. Khi tóc mình bạc mình quý tóc đen, vậy mà nó đang có tóc đen nó không quý, nó cho tóc thành màu vàng. Thầy nói bây giờ mà muốn nhuộm tóc mà cho đẹp á thì cần phải lạ. Tại màu vàng là bình thường, rồi bây giờ nó nhuộm màu xanh lá cây. Nó rồi kéo nhau đi cả đám, người ta tưởng đâu là một vườn chuối di động. Thầy mới nói lần sau đi ra là mấy đứa con là không có được nhuộm tóc màu vàng nữa. Vì thứ nhất nó tốn tiền, cái thứ hai nữa nó rất là có hại cho da đầu. Cái thuốc nhuộm đó nó có nhiều chất độc. Và cái thứ ba nó mất thời gian. Mình tóc đen, mình cứ quý tóc đen. Tại vì những người tóc bạc họ quý tóc đen vô cùng. Ngay cả thầy đây bây giờ thầy cũng quý tóc đen dù thầy không có tóc. Tại sao quý vị cười? Tại vì thầy biết thầy già rồi quý vị biết không? Tóc mới ra phúng phúng một chút, cái mấy chú đứng gần, mấy chú nói rồi ôi sư phụ già thật rồi. Thầy mới hỏi tại sao nó tóc bạc hết. Ngay cả bây giờ thầy còn quý tóc đen nữa. Vậy mà nó có tóc đen nó không trân quý. Trở lại vấn đề, khi chúng ta mà không biết trân quý thì chúng ta có bao nhiêu tài sản, cuộc sống của chúng ta nó cũng nhạt nhẽo lắm quý vị. Mà khi chúng ta biết trân quý ân tình thì cái cuộc sống của mình có khó khăn cách mấy chúng ta vẫn cảm thấy nó đầm ấm. Bữa nay thầy trò mình ngồi kiểu Nhật Bổn, không biết lát có đứng dậy nổi không đây. Phải nhờ hai người kè hai bên. Cho nên mình có nhiều sai lầm trong cuộc sống này vì thiếu cái sự suy nghĩ về cái lòng biết ơn. Khi chúng ta không có hiểu được cái ân tình đó, chúng ta dễ dàng là cáu gắt với người thân mình. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa than phiền, than phiền người bạn đời của mình. Mấy anh cũng có những cái lý do để than là vợ mình thế này thế kia, nhiều chuyện quá,
đàn bà con gái mà nói chuyện giống như cái ô bạc lưa. Quý vị biết cái ô bạc lưa không? Cái loa phóng thanh đó. Mấy bà già mới biết chứ mấy người trẻ không biết. Rồi mấy chị thì tới phàn nàn là mấy anh sống không nghiêm túc, sống không trách nhiệm. Thầy mới hỏi, nếu như vậy thì bây giờ làm lại từ đầu. Thì mấy vị đó đều thắc mắc là làm lại từ đầu là làm sao. Thầy nói thì bỏ đi, trái ổi này sâu rồi dục đi, kiếm trái ổi khác. Không ai chịu hết. Có người không chịu vì một số lý do, bị buộc ràng, rồi vì nghĩ tới gia đình, tới trách nhiệm, rồi tới con cái, cho nên phải chịu đựng. Thầy mới nói như thế này: ông bà mình dạy rồi, vẽ rách cũng đỡ đầu móng tay. Tuy rằng ông chồng ông ở dơ vậy đó, ông lôi thôi vậy đó, nhưng mà cái bóng điện hư, cái ông leo lên ông sửa, ông gắn được cho mình. Cái vòi nước nó không xịt ra, cũng cái ông ở dơ đó ông sửa cho mình, phải không? Thậm chí chiếc xe mình dẫn lên cái thềm đó, quận 1 này bắt đập, bắt phá hết mấy cái thềm đó, không dẫn lên được thì cũng cái ông ở dơ đó, ông dắt giùm chiếc xe máy của mình lên thềm. Vậy mà vì cái ở dơ đó mà tối ngày tụng giống như tụng chú Đại Bi, phải không mấy cô? Rồi mấy anh nó cũng cứ chê mấy chị. Thầy mới nói là mấy chị này tuy rằng nó nhiều chuyện thiệt, nhưng mà ít nhất nó cũng biết nấu cơm cho ông ăn, nấu năm này qua năm khác. Trong khi ông đi làm công chuyện thì có một thời gian ngắn là ông đã chán, là nản. Còn cái bà nhiều chuyện này, bà nấu cơm bao nhiêu năm tháng bà không biết nản, bà không biết chán, mà không có ai trả cho bà một đồng lương nào hết, vậy mà không biết cảm ơn. Xin lỗi đi ra ngoài đi, rồi biết trả tiền không? Ông quay phim đi ra ngoài có trả tiền không? Ăn bánh không trả tiền nó quánh cho chết. Khi cuộc sống của chúng ta biết suy nghĩ chín chắn, lập tức chúng ta không trở nên hà khắc với người thân của mình, mà chúng ta sẵn sàng có thể khoan dung. Vì nếu chúng ta không khoan dung, một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ xa lánh chúng ta. Để khoan dung thì chúng ta phải nghĩ tới cái ân tình của những người đó. Phải nghĩ tới cái chuyện mà họ đã từng làm cho mình được bình yên. Thậm chí họ làm cho mình điêu đứng đi chăng nữa, mình cũng vẫn phải cảm ơn họ. Không có họ mình không trưởng thành. Thầy dễ thương vậy mà cũng có người nhắn tin chửi thầy thất đức. Quý vị làm trọng tài coi thầy có thất đức không? Có không? Có một Phật tử xác nhận thầy có thất đức. Thầy hỏi thất đức chuyện gì? Họ nói có thất đức tức là có 7 công đức. Trời ơi, làm thầy đứng tim à. Thất đức là mất đức, mà tự nhiên lái qua thất đức là có 7 đức. Bình thường ta chỉ có đức hạnh này kia cái nọ thôi, đằng này có 7 đức. Đó. Nghe thấy cũng vui, mặc dù đó là lời nói có cánh. Cho nên khi chúng ta không biết cảm ơn, thầy tin chắc rằng có tài giỏi cách mấy chúng ta cũng không thành công. Bây giờ hỏi quý vị, trong cuộc sống này chúng ta thành công là thành công dễ gì? Mời cô nói thầy nghe coi. Cái gì không biết. Bây giờ theo cô, trong cuộc sống này cái thành công của con người cần phải có là thành công về cái gì? Con đứng lên trả lời cho thầy nghe coi. Trong cuộc sống của con, cái mục tiêu của con thành công đó là cái gì? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con nghĩ là hiện tại bây giờ trong cuộc sống của con thành công nhất bây giờ là con có thể có một công việc làm ổn định và phụ giúp gia đình và lo cho cuộc sống, tự mình lo cuộc sống của chính mình được. Hỏi thêm câu nữa. Dạ. Sau khi con lo cho cuộc sống bản thân con không lệ thuộc ai, liệu con có bình yên không?
Dạ, cái này thì nếu mà nó bình yên thì phải xuất phát từ tâm của mình. Hiện tại thì con chưa thấy được bình yên lắm. Vậy à. Thôi được rồi, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn thầy. Sẵn đó mời luôn cái ông áo xanh ở kế bên. Ông đứng lên ông nói cho tôi nghe coi, mục tiêu của ông trong cuộc sống là cái gì? Con nói cho thầy với mọi người nghe, cái mục đích của con hướng tới trong cuộc sống là gì? À, dạ bạch thầy, à, mục tiêu của con trong cuộc sống là có thể là có thể lo được cho gia đình của mình, thì sau khi mà rồi á thì có thể là giúp đỡ được cha mẹ và các anh em của mình, thì như vậy thì con đã cảm thấy là vui vẻ rồi. Con lấy cái gì để giúp đỡ? Dạ thì mình lo được bao nhiêu thì mình lo bấy nhiêu, thì cái quan trọng là trước tiên là mình phải có được cái nghề cái tức là có một cái công việc tốt, mình làm được cái công việc tốt đó thì mình mới đủ sức lo cho cái gia đình của mình, thì lúc đó mình mới đủ sức mình lo, mình giúp đỡ những người khác, thì theo con là như vậy. Như vậy cuộc đời này con có thể thực hiện được cái mục tiêu đó không? Dạ con nghĩ là được. Chắc không? Dạ chắc. Được rồi, cảm ơn con. Dạ cảm ơn thầy. Được rồi, ngồi xuống. Thầy có cảm nhận rằng mấy đứa con hình như chưa xác định được mục tiêu của cuộc sống, chỉ biết học xong đi kiếm tiền bằng cách là đi làm, phải không? Rồi sử dụng tiền đó theo sở thích của mình, theo định hướng của mình. Cái đó chưa phải mục tiêu cuộc sống. Ai mà không đi kiếm tiền được? Cái người bán vé số cũng đi kiếm tiền vậy, phải không? Cái người đi lượm ve chai cũng đi kiếm tiền vậy. Nhưng mà cái người lượm ve chai có mục tiêu lượm ve chai cuối đời không? Như vậy mấy đứa con đi tìm việc làm, cái mục tiêu là gì? Chẳng lẽ làm chuyện đó cuối đời à? Thấy không? Mấy đứa con chưa xác định được mục tiêu cuộc sống. Ngồi im đó, tôi nói cho nghe, thầy cũng có mục tiêu của cuộc sống. Nhưng mà bây giờ để so sánh xem cái mục tiêu của thầy với mấy đứa con có giống nhau không. Thầy nghĩ chắc có cái giống và có cái nó chưa giống. Trên cái con đường để chúng ta thực hiện ước mơ hay là để hoàn thành cái mục tiêu của mình. Thí dụ như bây giờ từ đây đi Vũng Tàu, chúng ta có bao nhiêu phương tiện để đi về Vũng Tàu? Đi ô tô được không? Đi xe máy được không? Đi tàu biển được không? Đi bộ được không? Sao không được? Khỏe hay đi được chứ mắc mớ gì. Đi xe lăn được không? Trừ khi nào nằm chỗ thôi, người ta ẵm mình đi thôi, thì cái đó khó. Hễ mình có ý chí thì chúng ta sẽ đi tới được mục tiêu, phải không con? Anh có tiền thì anh cứ đi ô tô, tôi không có tiền tôi đi xe máy, tôi đèo vợ con tôi chạy. Không có xe máy tôi đạp xe đạp, cà rịch cà tán tôi cũng tới. Tôi không có xe đạp tôi nghèo nữa, tôi đi bộ, tới không? Cũng tới đó. Chúng ta có nhiều ngã để đi đến thành công, hay nói khác hơn là đi đến cái mục đích cuối cùng của mình khi mình đã định hướng. Và trên con đường đi đó chúng ta cũng có những ngã rẽ, và chúng ta cũng có những cái tác động. Thì đi kiếm việc làm, đi kiếm tiền, đi giao tế, đi tìm quyền lực, đi xây đắp cái này cái kia, tất cả thứ những thứ đó là những phương tiện để chúng ta đi tới cái điểm đích của mình. Cho nên mấy đứa con đã lầm giữa mục đích và phương tiện. Mình chỉ biết mình đi xin việc làm thôi, mình cho rằng đó là mục đích rồi. Không phải. Đi làm để kiếm tiền. Kiếm tiền để gì? Để có cuộc sống bình an, phải không con? Để có cuộc sống của chúng ta ổn định, để cho cuộc sống của chúng ta bình an. Nhưng khi mấy đứa con kiếm tiền rồi, mấy đứa con thấy có tiền rồi có bình an chưa? Chưa. Thì mấy đứa con phải suy nghĩ rằng tiền chưa phải là cái nguyên nhân để đem tới bình an cho mình. Thầy đưa vấn đề này ra để mấy đứa con xác định được rằng mục tiêu của cuộc sống của chúng ta nó hoàn toàn khác với lại phương tiện để kiếm sống. Giống như cái anh này, anh nói anh kiếm việc làm,
để anh có tiền. Tùy theo cái khả năng của anh sẽ trang trải cuộc sống, lo cho mình và giúp cho gia đình trong khả năng của mình. Đó là mục tiêu của anh rồi, đúng không? Và anh có thể làm được, phải không? Làm được theo khả năng của mình. Nhưng mà làm đến bao giờ? Làm đến lúc nào? Mình cũng phải có một cái gì đó để mình bằng lòng với cái quy định của mình, cái định hướng của mình. Khi người thân mình đòi hỏi mình nhiều quá, chúng ta bình an không? Mình có giúp đó, mình sẵn lòng mình giúp. Nhưng mà đòi hỏi nhiều quá, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cho dù mình có thể sẵn sàng nằm xuống lót đường cho người thân mình đi, nhưng tâm lý mệt mỏi và chán chường nó đã chiếm hết trong lòng rồi. Nó không giống như những ngày đầu, tuy rằng tiền ít nhưng mà chúng ta về phụ giúp gia đình chúng ta rất hạnh phúc, phải không con? Nhưng mà khi người thân họ thay đổi cái cách sử dụng tiền của mình, hoặc giả là họ có những cái quan niệm sống khác mình, thì coi như cái mục đích của mình bắt đầu nó có sự thay đổi. Thầy xác định lại mục tiêu của cuộc sống của chúng ta, điểm đích hướng đến đó là sự bình an. Và kiếm tiền nó là một góc nhỏ trên chặng đường đi tìm lấy sự bình an cho mình. Thêm một điều để mấy đứa con suy nghĩ, không có con đường nào đem tới sự bình an cho chúng ta đâu. Tại vì có những người sai lầm rồi, lao đầu đi kiếm tiền, khi có tiền rồi vẫn không bình an. Có nhiều người cho rằng có những con đường hạnh phúc, thí dụ như họ mê đắm vào quyền lực, nhưng mà khi có quyền lực rồi họ đâu có hạnh phúc. Vì không có con đường nào để gọi là con đường bình an, và cũng không có con đường nào để gọi là con đường hạnh phúc. Bởi đơn giản, bình an là con đường, hạnh phúc là con đường. Mà khi chính chúng ta đi trên con đường đó, chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Chúng ta đi kiếm tiền, đồng lương ít ỏi thật, nhưng mà chúng ta vui với công việc đó, và chúng ta có thể cảm thấy rằng công việc đó nó không có làm gì đau khổ cho ai, tổn hại cho ai. Chúng ta bằng lòng với những cái đang diễn ra xung quanh công việc làm của mình, gồm có môi trường, con người và sự kiện. Chúng ta bình yên, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Giống như hai vợ chồng, cái anh mà quét rác ngồi chia nhau một cái miếng bánh ăn trong một đêm vắng, họ hạnh phúc chứ. Họ có mơ ước để làm giàu không? Có. Nhưng mà chuyện đó họ biết xếp lại ở ngày mai, họ không tính nữa, họ không có suy nghĩ nhiều về cái đó để biến thành áp lực. Mà ngay cuộc sống hiện tại họ cảm nhận được cái hạnh phúc, thì cái đó gọi là con đường hạnh phúc. Chứ chúng ta đừng có tìm, đừng tìm con đường hạnh phúc. Đa phần các bạn sinh viên trẻ bây giờ cứ tìm cái này tìm cái kia làm, và lầm tưởng rằng kiếm tiền có được rồi, cuộc sống ổn định là hạnh phúc. Thực sự nó sẽ rỗng tuếch. Khi gặp một cái sự cố nào đó, mấy bạn sẽ thất vọng, đi đến cực đoan và cuối cùng là sụp đổ. Cho nên chúng ta không biết cảm ơn người khác, không có cái lòng nghĩ về cái ân tình, thì chắc chắn người đó có tài bao nhiêu cũng sẽ không thành công trong cuộc sống này. Khi chúng ta có tài, chúng ta có thông minh, nhưng mà chúng ta không có biết sử dụng cái trí thông minh của mình, cái tài của mình trong một cái hoàn cảnh nào đó, dựa trên nền tảng đạo đức của lòng biết ơn, thì chắc chắn rằng tài và thông minh của mình cũng bị người khác lợi dụng. Rồi cuối cùng khi chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta sẽ không có hạnh phúc, chúng ta sẽ khổ đau. Cũng vậy, mình cứ nghĩ rằng mình có năng lực, mình có điều này điều kia khả năng, thì mình không cần người xung quanh giúp đỡ. Nhưng sự thật, có một mình làm được không? Rất khó. Mỗi một ngày chúng ta từ mở mắt ra đi làm cho tới tối nhắm mắt leo lên giường ngủ, chúng ta cần có sự phối hợp rất là nhiều người. Phải có sự phối hợp mới được. Khi mình gọi điện thoại cho một ai đó mình giao dịch, có sự phối hợp không? Có hết. Thậm chí là mình tâm sự, mình chia sẻ, hay mình nhắn tin, hay là mình viết cái gì đó lên trang cá nhân của mình. Nhưng mà khi mình viết xong, cái
là mình có cái tâm lý hơi mình coi lại có bao nhiêu like rồi, phải không? Có nhiều người vô tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc, mình đang hot, hoặc giả là có người đang quan tâm tới mình, có người đang yêu thương mình, đang hiểu mình. Cho nên sự quan tâm rất cần thiết đối với sự thành công của mình, vì nó được đặt trên nền tảng của biết ơn. Có hai cái người đó đi tới chùa thầy, không hẹn mà gặp. Hai người này ở kế nhà nhau quý vị. Họ chào nhau thôi chứ không có chơi với nhau. Thì bên cái gia đình này đó là hai anh chị này đó là con cái nó lớn, nó đi học ở xa, cho nên hai vợ chồng cũng còn đi làm. Thì một bữa nọ đó là cái chị vợ chỉ bị bệnh, chỉ về nhà. Thì chị cảm thấy chị khó chịu quá chứ chịu không được, chị mới gọi điện cho anh chồng ở cơ quan chạy về để mà có đưa chị đi bệnh viện. Thì khi anh chồng anh chạy về đó, tới nhà đó, thì lại gặp một cái anh hàng xóm bán bảo hiểm ở cái bên nhà đi ra. Anh mới kêu cái anh đó là nhờ giúp giùm ảnh đưa cái cô vợ trên lầu xuống, tại cô vợ này cũng tròn trịa, dễ nuôi. Nhưng mà chị cũng bị bệnh. Thì cái anh kia từ chối, cái anh mà nhà hàng xóm anh từ chối, anh nói xin lỗi, tôi bận công chuyện gấp lắm, tôi đang hẹn khách hàng, cho nên là không có thể trễ được. Nhưng mà thật sự là cái anh bán bảo hiểm, anh có cái suy nghĩ khác, là sợ xui xẻo. Không biết sao trong đầu anh có cái suy nghĩ là mình mà đi đụng vô cái người bệnh là mình sẽ bị xui xẻo, mà không biết cái bà đó bệnh gì, có khi rồi bị lây cho mình rồi sao, cho nên anh đi. Thì rồi cái ông chồng này cũng phải bằng mọi cách để mà dắt cái bà phu nhân đó xuống, rồi kêu xe cứu thương tới. Tại vì cái anh kia anh nói là nhân viên cứu thương nó chuyên nghiệp hơn, anh không biết cách tiếp cận với bệnh nhân, không biết cách giúp đỡ, sợ bốc vô tầm bậy tầm bạ rồi bà này bà nghẹt thở bà chết, rồi nó xui rồi mang tiếng. Thì ông chồng ông cũng đưa được bà vợ vô bệnh viện, sau đó bà hết bệnh, bà khỏe rồi bà đi chùa. Thế tình cờ đi chùa lại gặp cái ông này, cái ông này bán bảo hiểm cũng đi chùa. Thì quý vị biết, cái anh này mới hỏi cái cô đó là cô bữa nay khỏe chưa, cái cô đó cũng nói cũng bệnh nhiều vậy đó, thì anh mới tư vấn cho mua bảo hiểm. Khách hàng đặc biệt mà, cho nên có cơ hội, cho nên ảnh giới thiệu sản phẩm liền, chăm sóc là gói nào nó sẽ hợp lý với cô này cái kia nọ. Bà này bà ngồi im, bà không trả lời trả vốn gì hết. Cái người mà có học thức đó, người ta không cần phải nói nhiều, người ta im lặng thôi. Nhưng mà cuối cùng đó, sau khi cái anh kia anh nói hết rồi, cái cô này chỉ nói một câu thôi: đợi chết rồi bán luôn lần. Trong cái lời nói của cô này nó có cái hờn dỗi, cái trách móc. Thầy không biết cái chuyện đó, mà sau khi cái anh kia đi về rồi đó, là cái cô này cũng mới kể cho thầy nghe, là cái ông đó ông vô tâm vậy đó. Quý vị thấy, sự vô tâm có khi nó trở thành là dao bén đó, cắt đứt đi trái tim của người khác. Thì ngược lại, sự quan tâm nó là sợi dây kết nối ân tình. Quan tâm một chút cũng đâu có mất tiền mua, phải không quý vị? Mà thầy thấy bây giờ đó có nhiều cái mốt lạnh lùng, không biết từ bao giờ cái mốt này được nhiều người chuộng lắm. Lúc nào cái mặt cũng gầm gầm giống như đi đòi nợ vậy. Trời, đi đám cưới người ta mà giác cái mặt đó tới, người ta xách trà người ta quét, phải không? Lạnh lùng vậy để cho thấy là mình là đặc biệt, hàng độc, hàng lạ. Có nhiều người đi tới chùa cũng lạnh lùng, gặp thầy là thầy gọi tới hỏi chuyện gì, mà tại sao mà đi tới chùa mà cái mặt kỳ cục vậy? Thầy là thầy hỏi liền, có chuyện gì là giải quyết luôn, giải tỏa luôn. Nó trưa nay cũng có một người Phật tử đi tới chùa mà thầy thấy đúng là thấy tội nghiệp. Đi tới chùa để gặp thầy, để hỏi tại sao mà duyên tình của con nó lận đận,
trời ơi thầy rầu ghê vậy, mùa Phật đản mà cũng không được thanh tịnh. Mà quý vị biết lúc đó là thầy mới bị say sẩm xong nữa, tại vì thầy chưa có khỏe, thầy đi ra suối đi chơi thôi, nhưng mà thầy thấy có mấy cục đá nó không có vừa con mắt thầy, thầy bưng lên thầy sắp lại, đá nhỏ thôi quý vị, nó chừng bằng 10 lần cái ca này thôi, thầy nó cũng không nặng lắm mà bưng chừng chục cục, có sao tự nhiên thầy mệt, thấy vậy mà nó không khỏe nha quý vị, cho nên cúng dường gấp gấp đi. Hãy cho những gì mình đang có, lỡ mai này không có để cho. Lời gợi ý dễ thương. Thì tự nhiên sao thầy say sẩm đi, mệt quá, cái thầy ngồi cho cái bờ suối đó một chút, thấy khỏe rồi cái đứng dậy, cái leo hai ba cái bậc cấp nữa, cái sao tự nhiên nó mệt, phải ngồi lại đó. Ngồi lại cái thầy đi vô thì có mấy người đó chào, thầy mệt quá cái thầy ngồi ở chỗ cái thềm, cái thềm ra cái thềm đứng nhưng mà nó vừa cái chỗ ngồi, thầy ngồi luôn. Rồi gặp hai cái người này đi tới hỏi thăm nữa, thầy thấy nó hơi kỳ rồi, tự nhiên đi hỏi ông thầy nó có lộn địa chỉ với ông ta. Tự nhiên mới gặp thưa thầy sao mà duyên tình của cô nó lận đận quá. Thầy mệt lắm mà thầy cũng phải ráng thầy hỏi vậy chứ, lận đận chỗ nào, lận đận ra làm sao. Cái ngồi khóc sướt mướt. Mới kể ra là có chồng, sau đám cưới 2 tháng thì chồng chết, bị tai nạn xe. Thì nuôi cái đứa con đó tới bây giờ nó 4 tuổi, tức là đám cưới là 5 năm rồi. Thì thầy mới hỏi chứ bây giờ con lận đận là con muốn cái gì, con muốn nó suôn sẻ nữa hay sao. Cái ngồi im im, cái thầy nói đã một lần đò lận đận rồi, bây giờ muốn mấy lần đò lận đận nữa. Thì cái cô này cũng mới tâm sự, cô nói con cũng không biết tại sao con lại lấy cái người chồng này. Người chồng này vốn là một tù nhân, yêu tù nhân nha. Thầy nghĩ cô này mà đi thi phụ nữ can đảm thế nào cũng đọt dư miệng. Thầy ngồi nghe mà thầy ngưỡng mộ. Thật sự á, con gái nhà lành mà đi yêu một anh tù nhân, trời ơi, thầy nghĩ cái này là sẽ bị sự phản đối ghê gớm lắm, áp lực về tâm lý và tình cảm từ nơi gia đình thôi chứ khỏi nói ai. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng vượt qua, chờ đợi anh này 3 năm rưỡi mãn hạn tù, rồi về 3 tháng sau làm đám cưới, cưới 2 tháng chết. Mà không phải cái cô này là quen với cái anh đó trước khi anh ở tù, mà khi anh đã ở tù rồi mới quen, là tại vì cô này cũng có một người em ở tù nó, rồi đi hình như đi thăm người em rồi mới biết cái ông này, rồi nói chuyện qua chuyện lại không biết làm sao là sanh cảm tình là thương. Thầy mới nói tại sao cả khối người đàn ông không thương đi thương nhầm cái ông này. Điều này có nghĩa rằng trong quá khứ đã có những cái ân tình qua lại với nhau. Rồi tới bây giờ người chồng mất rồi, nuôi đứa con cũng thấy thương cái người chồng đó hoài. Thầy nói cái chuyện đó là phải. Bây giờ dồn hết cái tình cảm đó cho đứa con, chăm sóc cho đứa con, lo lắng cho đứa con, tại vì đứa con đó là kết quả của một cuộc tình đẹp. Chứ người chết thì không thể nào kéo người đó sống lại. Thì thầy mới khuyên cái cô đó rằng là thầy nói mình không thể nào kéo cái người ra đi trở lại được. Đoạn đường đó họ đi tới đó họ dừng lại là họ phải dừng. Còn thương thì mình phải thương rồi, tại vì mất người thân mà. Nhưng mình phải biến cái tình cảm đó bằng một cái suy nghĩ nó chín chắn trên tinh thần của một người Phật tử học Phật pháp, hiểu được vô thường thì chúng ta mới sống tốt hơn, mình mới sống tốt hơn. Nhưng mà cái cô này cô cứ ngập ngừng. Thầy mới hỏi chẳng lẽ rồi bây giờ con muốn có thêm những tình duyên mới à? Thầy cô đó nói dạ không, con không muốn nữa, mặc dù là có rất là nhiều cơ hội. Thầy nói cứ nghĩ tới cái tình người thì lòng mình sẽ cảm thấy bình yên, vì người đó tuy rằng không còn ở bên cạnh mình nhưng họ sống đầy ân tình trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng đó.
nghĩ tới cái ân tình đó thôi, lo lắng cho con, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, mình chuyển hóa được cái cuộc sống này. Chứ còn nếu như mình luôn sống với cái sự thỏa mãn cho cá nhân mình, thì xin thưa, chắc chắn chúng ta chẳng còn phương pháp nào để trị liệu cho những căn bệnh của sự tham đắm, hơn thua hận thù của mình. Để quý vị thấy được rằng trong cái nếp sống này, nó lặng lẽ nhiều người bù đắp cho mình mà họ không cần mình phải đền ơn đáp nghĩa. Cuộc hôn nhân của cô này nó nhanh chóng khép lại, nhưng bù lại là cha mẹ chồng và cả dòng họ nhà chồng thương cô này như con gái ruột, rất là thương. Bởi vì người ta mang ơn, người ta mang ơn cái cô này đã thương con trai họ và chấp nhận lấy con trai họ làm chồng, trong khi con trai họ là gì? Là bị mọi người khinh miệt, xem thường. Cái mặc cảm nó lớn lắm. Cho nên cả gia đình, cả dòng họ của cái anh này thầm mang ơn người phụ nữ can đảm này. Đó là một cái cách sống rất là tốt. Cho nên cổ được bù đắp rất là nhiều. Thì quý vị nghĩ xem, khi chúng ta sống với lòng mang ơn, chắc chắn chúng ta sẽ được chứ chúng ta không có mất. Còn khi chúng ta muốn người khác biết ơn mình, thì chúng ta chỉ có mất chứ chúng ta không có được. Hai cái đó nó tỷ lệ nghịch với nhau. Người ta không mang ơn mình, ai tức? Mình tức chứ ai tức. Khi người ta không chịu cảm ơn mình là người buồn chứ ai buồn. Mình là người giận, mình là người tổn thương. Cho nên chúng ta cứ nhớ rằng trong cuộc sống này có một thứ không thể nào lợi dụng được, đó chính là cái thiện lương của con người trong tâm của mình. Mình có thể lợi dụng cái thiện lương của người khác, nhưng mình không bao giờ lợi dụng được cái thiện lương của mình. Tại vì nó có cái con đường của nó đi. Hễ mà nó suy nghĩ thiện lương thì nó chỉ làm được cái chuyện đó thôi, chứ không thể nào làm chuyện khác hơn được. Mà mình ép nó làm chuyện khác theo mình, chắc chắn không thể được. Và cũng vậy, mình là chúng hữu tình. Cho nên khi sanh ra trong cuộc đời này, chúng ta đã gắn với chữ tình, và chúng ta bị kẹt vào trong tình chấp. Cho nên chúng ta không thể nào gian dối được. Đó chính là tình cảm. Có thể mình ép mình để mình sống cho nó bình yên ở cái hoàn cảnh chúng ta không có quyền quyết định, nhưng tình cảm chúng ta không thể nào chúng ta dối lòng được. Tại thấy có nhiều Phật tử sống mà không có suy nghĩ nhiều, rồi cuối cùng lại tự đặt mình vào trường hợp này, trường hợp kia, để tự ép mình vô trong đó. Cho tới một lúc nào đó, tiếng nói sâu thẳm của trái tim nó phát ra, và cái tình cảm chân thật ở trong lòng của mình nó phát ra, thì tất cả đều lỡ làng. Rồi khổ, rồi buồn. Như vậy thì làm sao chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc? Sự chân thành chúng ta cũng không có thể nào mà chúng ta dối gạt được. Một khi người ta chân thành với mình thì chúng ta không thể nào dối gạt được, dù mình có trăm mưu ngàn kế. Vì khi chúng ta dối gạt, lập tức người tổn thương là mình chứ không phải là người kia. Vì người kia đâu có biết mình lừa gạt, phải không quý vị? Họ không biết mình lừa gạt đâu. Cho nên sự chân thành, nó thánh thiện là nó không làm cho người ta khổ. Nhưng mà khi mà mình biết người ta lợi dụng mình, bắt đầu nó khổ từ đó. Thầy chỉ thí dụ đơn giản thôi. Thầy đi phát quà, phát quà từ thiện, thì thấy người ta khổ thì mình cho nó hết thôi. Nhưng mà có một cái người kế bên mà xía vô, trời ơi cái con nhỏ này nó giàu có lắm, mà thầy cho nó làm chi? Tự nhiên cái mình hay sững sững này, mình cảm thấy khó chịu liền. Quý vị thấy không? Đi có một lần thầy phát quà cho cái anh đó, thầy thấy tội nghiệp quá, thầy cho thêm tiền. Có cái bà kế bên, ông thầy chùi nhiều tiền quá, thằng quỷ này nó nhậu như bợm. Trời ơi, mình nghe xong mình thấy có khi nào mình lầm không ta?
chắc chắn là mình cho, là mình đâu cần anh này phải mang ơn mình, biết ơn mình, cảm ơn mình. Nhưng mà khi mà có một cái người tác động vô, cái lập tức cái tư duy của chúng ta nó lệch liền. Quý vị thấy cuộc sống này nó khổ không? Do chúng ta không xác định được cái mục đích việc làm và cái tư duy của mình nó luôn bị dao động bởi người khác. Cái này là cái nguyên nhân đưa tới khổ đau. Quý vị tin chồng mình lắm chứ, nhưng mà tự nhiên có một tin nhắn lạ, lập tức quý vị cho người theo dõi liền, phải không? Hoặc là đứa bạn mà nó gọi điện, chỗ tao mới thấy chồng mày chở nhỏ nào tới ngã tư Hàng Xanh nghe mày, là chuyện gì cũng bỏ để phóng ra ngã tư Hàng Xanh, không biết đứng làm gì giống như bà điên vậy. Mình có tin lắm cũng nghi phải không? Phải không mấy cô? Nghi không? Con có nghi không? Có. Cái này không có thể trách mấy đứa con được, bởi vì cái cuộc sống bây giờ nó, khi mà niềm tin của người ta nó bị xói mòn thì chắc chắn là mình sẽ rất khó khăn trong hoàn cảnh này. Dù có bình tĩnh cách mấy, có niệm Phật cách mấy thì cũng chờ để đó ông về rồi mình cũng phải tra. Nói thiệt đi, nói cho em nghe đi, em bỏ qua cho. Cái này là một sai lầm của phụ nữ. Tới khi ổng khai ra hết trơn rồi, xin lỗi, mình nhìn mặt ông chồng mình còn thương lại giống ngày xưa không? Sức mấy? Phải không? Nhìn cái nó ức lên tới cổ rồi mình mà khóc không à? Đó. Tôi lầm. Phải không quý vị? Cứ hát bài lầm thôi. Đó là mình sai lầm đó. Mình lừa cái cảm giác của mình. Mình cho rằng người ta khai ra, ta nói thiệt với mình tha thứ. Xin thưa, không có tha thứ được đâu con. Nó còn cứa sâu trong trái tim của mình nữa. Là còn hỏi nhiều câu, còn ngớ ngẩn. Con nhỏ đó nó hơn gì tôi. So sánh cái này là chết. Tại sao mình phải hạ mình xuống so sánh với cái con mắm đó? Phải không? Mình là danh giá, mình ở vị trí khác. Phải không? Chứ sao mình đi so sánh với cái người đó? Mà đi hỏi gì lỡ ông chồng đấy, nó hơn bà. Ai cắn lưỡi? Mình khổ cho nên không có khờ khạo kiểu đó. Cho nên quý vị biết, cái chân thành của người khác chúng ta không có thể lừa dối được. Vì mình lừa dối mình là người tổn thương, vì họ chân thành, họ không có biết mình lừa dối. Thầy thấy có mấy lần thầy nói cạnh nó khóe mấy bà già trầu đó, bà đâu có hiểu. Thì mình ẩm hết, mình hưởng hết cái cạnh nó khóe đó. Giống như mình tặng quà người ta không nhận vậy đó, mình lấy hết đem về nhà đó à. Cái tác dụng nó như thế, cũng giống như người mà ném trái banh vào tường á, mà không kịp né là trái banh nó dội lại trúng cái mặt của mình. Cũng giống như người mà ngửa mặt lên trời phun nước bọt vậy đó, nước bọt nó rơi lại trúng mặt mình. Tức là mình đem cái tâm xấu của mình, cái nhỏ nhoi của mình, cái ích kỷ của mình, cái gian dối của mình chụp lên người khác mà họ chân thành, họ không có cảm nhận được, thì nguyên cái đó là mình ẩm hết đem về nhà, đưa em vào giấc ngủ. Thưa quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, năm đó Đức Phật thuyết pháp ở thành La Duyệt, thì bữa đó Đức Phật quán chiếu có một thiếu nữ đẹp có nhân duyên để xuất gia. Thầy Đức Phật quán chiếu biết được đó là cô Liên Hoa. Thì ở trong, thầy không hiểu sao ở trong kinh á, là gọi cái cô này là cô kỹ nữ. Mà có nhiều, có luật thì lại ghi là dâm nữ nữa. Thầy thấy tội nghiệp quá. Cô này đẹp lắm, đẹp nổi tiếng của La Duyệt Thành, hoa hậu của hẻm thành Mỹ này. Thì cô là trở thành cái người mà gọi là nổi nhất ở trong thành đó. Dương tôn công tử nhà nào cũng tới muốn cưới cô làm vợ hết. Cô kiêu hãnh, có quyền chứ, người ta đẹp ta có quyền kiêu hãnh, phải không quý vị? Cho có người gật đầu. Đợi đó, nữ con kiêu hãnh được mấy năm, mai mốt thành bà ngoại rồi còn kiêu hãnh được không?
Thì cô hãnh diện với lại cái ngoại hình của cô cộng với lại cái tài thông minh. Giọng nói của cô đã được diễn tả là nó trong, tiếng nói nó trong suốt như là tiếng nước chảy. Cái âm thanh đó nói ra người nào nghe cũng cảm thấy dễ chịu hết. Nói thế không phải mấy ông này đi so sánh với vợ mình nói chuyện chắc là đó nha. Nhưng mà có nhiều Dương Tông công tử tới quá, cái cô thấm thấy chán. Cho nên cô phát tâm là cô đi tu. Tụ gan vậy đó. Đệ nhất mỹ nhân La Duyệt Thành đi xuất gia. Cô quyết định cô đi tới Kỳ Viên để cô tìm Đức Thế Tôn, đó cô cầu xin Đức Phật dạy cho cô tu tập. Và cô quyết định cô làm tỳ kheo ni, tức là một cái vị nữ xuất gia tu tập thọ giới cụ túc đó. Thì trên đường cổ đi tới Tinh Xá thì cổ lại nghỉ chân bên một cái hồ nước. Tại cổ đi đường cũng mệt mà, cho nên cổ lấy tay cổ dốc nước lên để cổ rửa mặt. Thì cổ soi bóng cổ thấy cổ đẹp quá. Cổ có một cái mái tóc dài đen ống ả, nó phủ lên trên gương mặt của cô trắng hồng. Cô nhìn lại mắt, mũi, miệng, cái gì nó cũng đẹp hết. Mà cạo cái đầu trọc lóc thì tiếc quá đi. Cô cũng cảm thấy tiếc, nghỉ tu. Tự nhiên thấy cái bóng của mình xuống nước cái nghỉ tu, dở hơi vậy đó. Người ta khen ngợi cô đẹp, cô hãnh diện này kia kia nọ. Cuối cùng cái cô cũng chán, cô nói ai cũng khen hết, ai cũng bù tới. Cô thấy bình thường, không có chuyện gì, đi tu. Đi tu cái đi nửa đường thôi, soi bóng thấy đẹp quá, tiếc, không tu, trở lui. Chứ làm sao? Sắc nước hương trời, khuynh sắc khuynh thành thế này mà cạo cái đầu trọc lóc rồi giống trái dừa khô, nhìn kỳ quá. Xin lỗi nói đụng chạm mấy cô đây. Thì cô trở lui về, thì Đức Phật quán chiếu thấy cái cô liên quan này có nhân duyên phát tâm tu tập. Thì Đức Phật mới dùng thần thông hóa ra một thiếu nữ đẹp gấp 100.000 lần. 100 lần, 1.000 lần cái cô liên quan này. Thì mới vừa quay ra thì thấy có một thiếu nữ kia đi ngược lại. Thì chính cô liên quan này cũng ngưỡng mộ cái sắc đẹp của cô thiếu nữ kia đẹp quá, mới tới làm quen. Chị đi đâu? Thì cái người đó cũng nói đi vô trong thành. Thì cái cô liên quan này cổ mới nói là như vậy là chúng ta đi cùng đường thôi tâm sự. Cái cô kia cô nói thôi mệt quá, ngồi nghỉ chỗ đấy gốc cây điện chút đi, chứ mệt quá ngồi chơi tâm sự. Thì cô liên quan cô đang ngưỡng mộ mà mình đẹp, mà bây giờ mình ngồi kế cái cô này thì mình cũng giống như con quạ mà ngồi kế con công vậy. Nước da mình đã đẹp mà nhìn với cô này là không tì vết. Gương mặt của mình đã sáng rồi nhưng mà cũng không bằng cô này, cổ long lanh như là pha lê. Trời ơi, nhìn đẹp quá. Cái cô kia cô nói cổ mệt quá, cho em mượn cái chân đi để gói cái đầu lên cái chân ngủ. Thì liên qua tâm sự nói chuyện với nhau rồi thôi ngủ thì cứ ngủ đi. Thì ngồi ngắm cái cô thiếu nữ này ngủ cũng đẹp, đôi mắt khép lại cũng đẹp, cái gì nó cũng đẹp hết. Đang ngắm nhìn vậy tự nhiên xong thấy cô này cô trân mình, cái cô thở ra cái khì cái cô chết. Cô liên quan này cô giật mình, trời sao có người sao mà chết lẻ vậy, không nói một lời nào, mới tâm sự mình đã cái lăn đùng ra chết rồi, mà mới vừa tắt thở chết sao tự nhiên cái da nó xẹp xuống, nó nứt ra, nó chảy nước ra rồi dồi ở đâu nó chui trong mũi trong mắt rồi nó rúi ra tùm lum tùm la, ghê quá. Hét tố lên bỏ dép chạy. Cô sợ quá cô chạy, cô đứng dậy cô đi. Cô suy nghĩ hoài, trời cái cô này cô đẹp quá mà sao cô chết nhanh như vậy. Mà chẳng những cô chết nhanh mà cái chết của cô nó thê thảm tới mức mà chưa bao giờ thấy, là mới chết xong nứt da chảy nước, máu mủ gì tanh hôi dòi bọ gì bò lúc nhúc ghếm gớm quá, răng rớt ra lởm chởm. Cô sợ quá, cô nhìn lại cổ. Cô rờ coi cổ phải còn người thiệt không, cô còn cảm giác không, cô ngắt thử coi cô có đau không. Cái này thầy thêm vô chứ trong kinh không có. Tức là cổ chỉ nhìn lại cổ thôi. Thì cổ so sánh lại cổ với lại cái xác chết đó,
Lúc nãy thì cổ so sánh với cô thiếu nữ là cổ không bằng, nhưng bây giờ so với lại cái xác chết đó thì cổ là số 1 rồi. Nhưng mà cái cổ ám ảnh về cái chết của cái cô mỹ nữ này, cổ chịu không nổi. Cổ nói bây giờ cái thân mình, cái da mình nó đẹp thì thế nào nó cũng bị đứt giống cái chị kia. Bây giờ mình bôi, mình trét đủ thứ đồ lotion, nước keo, nước bơm, nước gì đó, nước táo, nước dưa leo gì đó, thì mai mốt nó cũng nứt, nó cũng chảy ra cái nước đen xì. Phải không quý vị? Cổ suy nghĩ nhanh lắm, cô này thông minh mà. Đó, cổ dán tóc, cổ kẹp tóc, cổ phun cái này, phun cái kia, gắn cái nọ. Người Ấn Độ họ điệu lắm, họ trang sức nhiều lắm. Thì cũng giống như cái cô thiếu nữ này, tóc dài đẹp như vậy mà xù ra, rồi nó rụng, nó rớt, rồi ngay cả cái sọ đó cũng nứt ra, cũng dòi bọ chui ra. Chính cái lỗ mũi đẹp của cô này cũng có mấy con dòi nó bò ra. Đôi mắt đẹp mình mới nhìn thấy khép lại ngủ mà cũng dòi bọ nó chui ra. Cho nên cô quyết định đi tìm Đức Phật. Cô đi tới tịnh xá, cô tìm Đức Phật. Nhất định là cổ phải buông bỏ hết tất cả những thứ tạm bợ trong cuộc sống này. Quý vị biết khi Đức Phật tới tịnh xá, Đức Phật dạy cho cô về cái vấn đề bóng sắc nó không tồn tại theo năm tháng, và con người chịu cái thảm họa của già, của bệnh, của chết chi phối. Và bất kể ai trong cuộc sống này, trong cõi đời này, đều không thoát khỏi thảm họa của già, của bệnh, của chết. Ngay nơi đó cô nghe xong, cô phát tâm xuất gia, cô chứng quả thánh ngay đó, và trở thành một đệ tử xuất sắc ở trong ni chúng lúc bấy giờ. Đó là cô Liên Hoa. Cô ngày nào cô cũng mong được gặp Đức Thế Tôn, cô đảnh lễ để cô cảm ơn Đức Thế Tôn. Nếu không có Đức Thế Tôn mà khai thị cho cô ngay lúc đó, chắc chắn sẽ không có một tỳ kheo ni Liên Hoa trác tuyệt đi giáo hóa khắp nơi. Và cô Liên Hoa này đó là thần thông đệ nhất ở trong chúng tỳ kheo ni. Cô đẹp lắm, cho nên cô đi thì các thí chủ nam hay làm bộ đi sớt bát cúng dường. Cúng dường cái làm bộ đụng cái tai mấy cha quỷ thời đó cũng dê ghê lắm. Có nhiều người nó tổ chức là nó bắt cóc cổ. Người Ấn Độ hồi xưa nó ghê vậy đó. Cổ hiển dụng thần thông, cổ giáo hóa cả cái nhóm đó phát tâm quy y. Thì quý vị thấy hôm nay chúng ta mừng Đức Phật đản sinh mà chúng ta không có biết cảm ơn Đức Phật. Mình chờ khi mình có cái gì đó, mình tới mình lại Phật, mình thắp nhang, mình cúng nải chuối, rồi Phật giúp cho mình tai qua nạn khỏi, lúc đó mình mới đi trả lễ. Phải không quý vị? Mới đi cảm ơn Phật, phải không? Trong khi Đức Phật là bậc tuệ giác, bậc toàn tri, hy sinh biết bao nhiêu, suốt cả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, từ vô thị đến bây giờ mới có thể tu hành giác ngộ được, thành đạo được, mới dạy cho chúng ta những cái phương pháp để đối trị với những khổ đau đang bám lấy cuộc sống của mình, mở ra những con đường cho chúng ta có cái nhìn mới, không lệ thuộc vào thần linh, không dính vào miệng của các thầy mo, thầy pháp, thầy bùa, thầy bói, mà mình phải hiểu được nhân quả, hiểu được vô thường từ nơi Đức Phật chỉ dạy chúng ta. Vậy mà chúng ta không có biết ơn Đức Phật. Đức Phật nói một câu mà thầy nghĩ rằng chúng ta phải mang ơn suốt đời. Ngay trong sự kiện Đức Phật vừa mới đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời dưới trời chỉ có cái tôi là hơn hết. Trên trời là chỉ cho những cảnh giới của chư thiên, còn dưới trời là chỉ cho người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nói chung là lục đạo luân hồi. Trong cảnh giới này thì cái bản ngã là hơn hết, có đúng không quý vị? Cái bản ngã con người nó chi phối cuộc sống ghê gớm lắm, nó độc tôn là tại vì nó dẫn cho chúng ta đi từ cảnh giới này tới cảnh giới khác.
Hãy cái bản ngã này nó nổi sân lên thì chúng ta đi tới cảnh giới nào? À tu la, con mắt nhìn thấy trồng trắng không? Nói chuyện với chồng con mà trợn lên, trợn xuống, trợn qua, trợn lại, một ngày ăn thịt ổng tám giác. Cái tôi của mình mà nó tham lam thì dẫn mình đi tới cảnh giới nào? Hả? Cảnh giới nào? Ngạ quỷ. Bỏng sẻn tham lam, bao nhiêu cũng không đủ hết. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó tha thứ, thì cho dù chúng ta ngồi cạnh cái người từng làm tổn thương mình, chúng ta cũng sẽ cảm thấy không có gì hết. Thật sự đã tha thứ rồi, phải không? Lâu lâu nhắc lại chuyện xưa cho ông nghe, để ông ta ông quên. Khi mình đã buông xuống được những cái gánh muộn phiền, lòng mình đã tha thứ, đã đủ được cái sự bao dung rồi, thì chúng ta thanh thản vô cùng. Cũng cái ta đó, cũng cái tôi của mình, nhưng nó đem chúng ta tới một cảnh giới nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Cho dù cuộc sống của chúng ta vẫn còn nghèo khó, thu nhập vẫn còn kém, nhưng chúng ta buông xuống được những muộn phiền, những hận thù, những cố chấp, những tham lam, những sân si, tự nhiên chúng ta bình yên vô cùng. Cho nên cái ta này nó dìm chúng ta xuống tận cùng của đau khổ, và nó cũng có thể đưa chúng ta đi tới cảnh giới thảnh thơi giải thoát. Cho nên đó là giá trị độc tồn của cái ta. Mới vừa đản sinh thôi, Đức Phật đã khai thị cho mình điều này rồi, đã dạy cho chúng ta luôn phải cảnh giác với cái tôi này, phải ý thức về cái tôi đó, để chúng ta điều chỉnh nó. Hãy điều chỉnh được cái tôi là chúng ta sẽ bình yên. Con nít nó cũng có cái tôi nha quý vị. Thầy thấy có nhiều người dẫn mấy đứa nít nhỏ xíu tới, cái nết nó ghê lắm, nó hung dữ. Ngay lúc nó còn nhỏ mới biết đi nó đã hung dữ rồi, nó hét, nó la, rồi nó quánh ba, quánh mẹ nó. Thầy thấy có nhiều người cha mẹ hiền ghê, để cho con cái tới quánh vô mặt, bình vậy cười. Cha mẹ vậy kỳ hết trời, phải kêu nó tới dạy chứ. Rồi thầy thấy có mấy đứa nhỏ đi tới, nó cầm tay, nó cầm đồ, nó đưa thầy đưa người tay. Thầy kêu tới, thầy nó không có được đưa cho người lớn hai tay, một tay, phải đưa hai tay. Thầy nói như vậy, cái ba mẹ nó sụ mặt xuống. Sụ thì sụ chứ, thầy sợ ai? Thầy còn nói thêm nữa, mấy đứa con phải để ý, phải dạy nó từ nhỏ. Còn măng mà không uống tới thành tre rồi là không có làm gì được hết. Đâu dám đụng tới thầy. Đụng tới đi, chỉ có một kết quả thôi con. Không có dạy con cái ngay từ đầu, quý vị thấy không? Mình uống nắng nó được không quý vị? Được. Không được 10 phần cũng sẽ được một vài phần. Chúng ta tập cho nó, tập cho nó ở sạch. Thầy thấy mấy đứa con nít, có nhiều đứa dễ thương lắm quý vị biết. Thầy đưa cho nó đồ ăn, nó cầm, nó ăn xong nó cầm hoài cái giỏ chôm chôm. Thầy hỏi tại sao vậy con? Nó con không tìm ra được cái sọt rác. Ngược lại có nhiều người lớn xả túa xùa hết. Cái đó do đâu quý vị? Do ngay từ đầu không được uống nắng. Cái uống nắng từ xấu thành tốt, đạo Phật gọi đó là tu tập. Cái uống nắng từ phàm phu trở thành thánh thì cái đó gọi là tu tập. Cái uống nắng để cho chúng ta bằng lòng cuộc sống hiện tại, từ một cái tâm cố chấp sân si trở thành tâm bao dung tha thứ, cái đó gọi là tu tập. Ai dạy mình? Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy cho chúng ta ngay buổi bình minh, khi Đức Phật mới vừa xuất hiện trên cõi đời này tại vườn Lâm Tỳ Ni, trước Tây Lịch 624 năm. Tại sao chúng ta không mang ơn Đức Phật, không cảm ơn Đức Phật, mà chúng ta đợi tới Phật rờ đầu mình mới cảm ơn, đợi tới Phật ban phước cho mình mới cảm ơn, nó đợi Đức Phật làm sao cho ổng bỏ cái con nhỏ đó mình mới cảm ơn. Bỏ nhỏ này có con nhỏ khác, cho nên khỏi cầu Phật để làm mấy cái chuyện đó, mà làm sao mình chấp nhận được ổng mà mình bình yên, thì cái đó mới là cảnh giới an lạc cho mình. Chấp nhận được không quý cô? Chấp nhận sao được? Thầy nói là thầy ép quý vị thôi, chứ thầy biết quý vị là khó chấp nhận lắm. Hôm nay thầy trò mình trao đổi với nhau một ý niệm về cuộc sống.
Nó không phải là đạo lý gì sâu xa, nhưng thực sự nó cũng sẽ có thể làm cho chúng ta không bỏ đi những cơ hội để bình yên trong cuộc sống. Mà nó rất đơn giản, không phải mất tiền mua, không phải tốn công gì. Chỉ cần chúng ta sống chân tình và chúng ta luôn nghĩ đến những ân tình, để chúng ta sẵn sàng lúc nào cũng có cái lòng biết ơn với tất cả mọi người. Cái đó không có mất tiền mua, cái đó cũng không có phải xa xỉ gì hết, nhưng nó sẽ trở thành nhân cách của mình, trở thành bình yên của mình trong cuộc đời giả tạm này. Cho nên Thầy luôn khuyên với các Phật tử đó, ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều, mai này mất nhau sớt chia chẳng được đâu. Chúng ta sống với cái tấm lòng như thế, với cái ân tình như thế, và chúng ta luôn ý thức trách nhiệm của mình với gia đình, với cộng đồng, với mọi người, thì Thầy tin chắc rằng nơi mình ở chính là cực lạc. Thầy luôn chúc quý vị bình yên và hạnh phúc trong suy nghĩ biết ơn người khác. Và mỗi một lần biết ơn như thế, không cần phải đền đáp gì, chỉ cần tấm lòng của chúng ta hướng về người đó bằng cả sự trân trọng, đó sẽ là một đóa sen rất đẹp dâng lên cúng dường Đức Phật nhân mùa Phật đản. Xin chào quý vị.